may cái gì, rồi có một người đang suy nghĩ muốn tung cả đầu lên, một người thì múa lại cũng phải may. Anh đang tính toán cái gì? Tính toán cái gì nữa? Bây giờ người ta đang điên đầu lên nghĩ là này, phải làm cách nào để mua một cái quà gì nó vừa có ý nghĩa này, sếp cũng thích này, mà vợ sếp cũng thích này, và lại còn hợp với túi tiền của mình. Thế mình đau đầu. Có rồi, đặt danh chuyển luôn. Chuyển luôn đi nhá. Anh ơi, đây, cái bức phong ba bão tố được không? Không được. Tặng sếp phong ba bão tố hóa là bảo ông ấy suốt ngày gặp phong ba. À, đây này mình ơi, đây, bức này cũng được này. Đấy, úi giời, phố cổ nhá, đầy dây điện trăng ngang dọc. Đấy, nhìn như thiên hạ lưu bóng. Đấy. Không được. Tặng bức này hóa mình bảo sếp lằng nhằng như dây điện à? Tôi nghĩ là rồi. Đấy. Sếp của mình ý, là tuổi xíu, đúng không? Phải mua bức tranh có ý nghĩa. Đây, nó đây. Rất xinh xắn nhá. Có vẻ hình con sâu. Đấy, sếp tuổi xíu mà lại giá cũng rất là ok. Đấy, cho nên là được. Giá đẹp, không như những bức tranh này nhá. Giá không hề đẹp. Đấy, em ơi, gói những bức tranh này đi. Dạ em có thể giúp gì không ạ? Đây cậu này, tôi đã chọn bức tranh này. Cô này cô bảo cô chọn. Thế là thế nào? Anh chị không phải cãi nhau đâu ạ. Riêng bức này cửa hàng em có 2 bức ạ. Ôi giời, thế mà không nói sớm. Em ơi, gói lại cho anh cả. Gói lại. Dạ vâng, vậy để bóp giá cho anh chị ạ. Ôi, để yên giá đấy. Cho oai. Đúng như đàn bà. Anh không qua ngọn cỏ. Oai phải oai kiểu khác. Kiểu gì? Đang bảo. Em bốc cho anh cái giá 300 cái đi. Nha. Giá luôn cho anh cái giá 3 triệu à? 3 triệu ạ? À? Để làm gì ạ? À? Giúp anh một tí nhà anh có việc. Dạ vâng. Đúng là sĩ diện hão. Thôi em ơi, anh hồi hộp quá. Không biết là sếp mình có thích cái bức tranh này không nữa. Anh yên tâm. Con mắt nghệ thuật của vợ chồng mình kiểu gì cũng hợp với sếp. Đưa bức tranh xem lại xem nào. Không việc gì phải xem lại cả. Hợp hay không thì mang vào nhà xem có hợp hay không. Ông một cười thật đi. Thế anh chị... Cô cũng đến tặng cô... sếp tranh à? Dạ không, tôi là em gái ạ. Anh tôi nhờ tôi mua một bức tranh vì hôm nay là sinh nhật anh ý. Thế giống nhau à? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ có cần ẩn tù tì xem ai được tặng trước không ạ? Thôi, giờ này bà Vân còn oai nữa. Không oai thì mang về nhà treo à? Thôi, em đùa anh chị đấy. Em sẽ mang bức này về. Còn anh chị vào tặng anh em đi ạ. cảm ơn cô nhé. Họ muốn làm. Em bảo này. Anh tuyên bố ly hôn với vợ rồi. Mình không thể sống mãi với một cái con người mà như một cái máy, lúc nào cũng phát ra cái nguyên tắc này nguyên tắc nọ này. Em hiểu không? Đi đâu về đấy? Đi làm gì đâu? Đi làm gì giờ này mới về? Đi làm thỉnh thoảng phải tăng ca chứ. Anh lại đi đàn đúng với mấy thằng mất dạy đúng không? Anh không nói chuyện với em nữa. Nhà là nhà, nào chỉ rượu chè vớ vẩn. Chồng. Hả? Đưa em tiền. Anh mới đưa em tiền tuần trước mà. Anh đã đưa tiền cho em đâu? Vừa mới đưa tuần trước xong đã tiêu hết rồi. Này. Cô ấy đưa con về nhà ngoại rồi. Nhưng mà không sao. Anh thấy bây giờ mình rất là tự do, rất là thoải mái. Đúng không? Nào, đúng. Uống đi. Thì đã bảo lên. Có về ngay không thì bảo. Ông đi được thì đi luôn đi. Về thôi. Nhưng mà sông yếu quá. Gió anh chả nghe gì cả. Thôi nhá. Đang về nhá. Chào về. Em cũng phải về thôi. Nói thế thôi chứ không về là không được đâu anh ạ. Gấu nguyên con đấy, nó xé nát xác. Hôm khác anh em lại ngồi sau. Thôi, em về đây. Về đây. Ôi trời ơi. Biết thằng tưởng cứng thế nào.
Anh tỉnh rồi đấy ạ. Phở em đã nấu sẵn ở trong bếp. Lát nữa anh nhớ ăn nhá. Bây giờ em phải đi làm trước đây. Anh bị sốt rồi. Rồi ơi, em đã nói rồi mà. Ai bảo anh đi uống rượu chứ. Thôi được rồi, anh nằm im đây nhá. Để em đi bê chậu nước đến để rửa mặt cho anh nhá. Chặn Facebook thế này. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Alo, Mai à? Huyền có sang nhà em chơi không? Dạ không, Huyền nghỉ việc lên công ty em rồi anh ạ. Anh không biết à? Nghỉ làm ở chỗ em rồi á? Thế em có biết Huyền đi làm ở đâu không? Thế này không biết. Thôi bật máy lên điện lại đi. Giọng hốt hoảng như thế là biết sợ rồi đấy. Kệ. Ngày mai tôi mới về. Để cho ông ấy chừa hẳn cái thói hờn giận vô cớ đấy đi. Bà phải biết đó, là bao nhiêu lần rồi, chứ có phải là một lần như thế này đâu. Là của bác xong rồi đấy ạ. Mời bác ạ. Chú này đi lấy nước à? Lấy nước cho bố nè. Dạ vâng. Sẽ lấy chưa? Mọi người đừng chơi chú đấy. À thế à? Ừ, đấy, đấy nhá. Rồi, bố ơi. Cái gì? Con có điện thoại. Bố nhanh lên nhá, con ở ngoài đợi. Ừ, ra ra ngoài đợi. Cháu. Dạ vâng ạ. Bác nộp hồ sơ. Ui trời ơi. Đây, bây giờ mới đến à? Đến chứ không thế. Rồi, xong rồi. Hôm nào sang tôi uống trà nhá. Ừ, tất nhiên rồi. Có việc tôi phải về trước. Ôi, Thành. Dạ, dạ. Cháu chào anh. Linh đường ngồi bố nè. Dạ, vâng ạ. Thế tốt lắm. Dạ. Này, cho bác gửi lời hỏi thăm bố nhá. Dạ, cháu cảm ơn bác. Ôi, cầm kìa rồi. Mời ông Nguyễn Mạnh Quân ạ. Lĩnh thôi. Tôi lĩnh rồi, mà tôi nói nhá. Lần này người ta phát 2 tháng liền. Tôi thích tháng nào lĩnh lương đi cho nó vui, còn gặp nhau chứ. Ôi, đi lại nhiều vất vả lắm mày. Vất vả cái gì, tôi lại thích đi lại đấy ông ạ. Nhắn tin cho tôi địa chỉ đi. Đang đưa bố đi lấy lương hưu. Không có vài người thôi mà lâu thế không biết nữa. Ok, nhắn tin địa chỉ đi nhá, ra ngay. Bố ơi, xong chưa bố ơi? Đây đây, đây rồi, đây rồi, rồi. Có cái gì mà vội vàng thế hả? Lấy lương hưu thôi mà lâu thế hả bố? Chứ phải có cái thu trình tự của nó chứ, phải vội cái gì? Hả? Con có việc, xong rồi đi thôi. Bác Tiến ơi, bác Tiến ơi, bác Tiến. Ôi, nãy có cái thẻ bảo hiểm y tế mới, cháu quên cháu không đưa bác. Cháu gửi bác. À chưa. Để bác xin. À bác ơi, dạo này thời tiết thay đổi thất thường, bác nhớ để ý giữ gìn sức khỏe, với cả thi thoảng chăm tập thể dục vào. Bác nhá. Cảm ơn cháu. Bác về nhá. Dạ vâng ạ. À. Đi đi. Đi bố. Cảm ơn. Ông Tiến, chào cháu ông. Chào cháu. Ông ơi, gì? Ông đi lĩnh lương hưu có gặp ông Chiến cháu không ạ? Có, nhìn ông cháu đồ này khỏe lắm, dạ. Chém gió rầm rầm. Dạ. Đi đâu này? Đấy ông ạ, hôm nay ông cháu đi lĩnh lương, nên là cháu phải đi chợ. Cháu ra chợ mua ít lá mơ, về cho tối ông cháu nhắm rượu. Ngoan đấy. À, ông ơi, lúc nay cháu ở chợ ấy, cháu thấy bà nhà ông mua con cá to đùng nhất ông. Thôi cháu đi đây. Dạ. Đi nhé. Dạ ông. Ôi, không bảo. Hay bây giờ con đi làm cho bố cái thẻ ATM để lần sau bố lĩnh lương nhá. Không phải mấy đồng bạc lương thì lúc nào lĩnh trả được, lại thẻ thiết làm gì. Bây giờ có thẻ tiện lắm, đến kỳ hạn lương ấy, người ta chuyển qua thẻ cho bố. Bố không phải ra đây ngồi xếp hàng chờ đợi nữa. Mà cần cái gì cứ gọi mua trên mạng người ta ship đến. Thời đại 4.0 nó phải thế. Thời đại là một ườn ra cả lũ với nhau. Làm như thế là bố tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà. Thời gian với bố bây giờ là tỷ phú, làm gì phải tiết kiệm. Nhưng mà không ra khỏi nhà ấy, thì đồng nghĩa với cái việc là không tiếp xúc với bạn bè, không nói chuyện gì được với ai nhá. Thế sống đến làm cái gì? Đấy, bố hỏi mày như thế nhá. Thôi được rồi, bố lên xe đi. Đi đâu mà tắt bật xe? Tôi lên chỗ họ được sổ số. Chúng đâu đấy. Yeah. Đi thôi bố ơi. Ôi ê, đây. Cháu. Bố hỏi đi. Hôm nọ nhà có cái việc gì mà vui thế? À hôm ấy nhà cháu có cỗ. Cỗ á? Vâng, anh em lâu ngày không gặp nhau vui lắm. Đông đủ cả nhà chứ. Cả nhà, vâng. Thôi cháu đi nhá.
lắm, việc quá thành ra thế này đây. Kệ mày. Bố đợi con với. Bố ơi.